Anh em bây giờ là khâu kiểm tra xe nhá, anh em cùng kiểm tra cùng em đấy. À, bác ấy quên chìa khóa thì em cho nhân viên câu dây cho nó lổ thôi. Đây, lổ từng tiếng này. Bịt bô lại này, quang ra đây. Bịt bô lại cho lổ này. Bịt bô lại này. Em thít nhá. Em thít nhá. Từng tiếng này. Đấy. Hôm nay con này vào bác vào bô zin rồi đúng không? Đúng rồi, bô zin này. Tất cả. Anh em ấy vào bô zin luôn rồi nhá. Bô zin này. Bô zin đẹp luôn này. Đây này, anh quay này. Bạn trai Hải Phòng nhá. Bạn trai Hải Phòng mà lấy chiếc xe này thì alo cho tôi nhá. Alo ngay cho tôi. Tôi sẽ bỏ cái bô ra, tôi trừ tiền cho bạn là đúng cái giá bạn tầm 5-60 luôn. Đấy nhá, bô zin này. Mà lổ từng tiếng nghe này. Anh Quang rút cái rắc rắc này. Rút cái rắc này thì nghe tiếng bô zin nó mới sướng. Đấy, rút cái mic này. Rồi, nghe này anh em nghe này. Em anh bác cầm cái này, nghe này. Đấy. Đấy, bô này này. Êm thít nhá. Không tiếng động nhá. Mà không nghe gì luôn này. Quay sát đây, quay sát đây, quay sát này đây. Nghe tiếng bô thở ra này. Bịt lại này. Êm thít này. Không tiếng động nhá. Đấy. Ok, cắm mic được rồi. Lổ cả ngày không chết máy anh em nhá. Rồi. Bây giờ em sẽ đích thân cầm điện thoại này, em quay cho anh em một vòng. Mưa em quay nhanh em nhá. Trước cái này đồng hồ này. Đồng hồ siêu LED nhá, bạn trai Hải Phòng nếu chốt chiếc này thì không còn gì để nói nhá. Thứ nhất là biển Hà Nội 4 số nhá. Đấy, con mét là 1 vạn này. Nhưng con mày đừng tin, đúng không? Con mét thì thôi kệ nó. Kệ nó. Kệ nó. Đây. Tay côn zin này. Đấy, tay ga zin này. Tay côn zin này, tay phanh zin này, tay ga zin này, nhầm, tay này này. Cùng tắc đẹp này. Cùng tắc này. Đồng hồ đẹp này. Con này là anh em đã ăn ra được 30% rồi nhá. Đây, xi nhan zin mềm nhũn này. Mềm nhũn nhá. Hai đèn bằng đèn zin này. À, mềm nhũn này. Đúng không? Mềm nhũn này. Đấy. Rè này linh kiện anh em nhá, rè này chấp nhận được rồi. Nó dày dặn, nó như một nó gọi là 1/9/10 như zin luôn rồi. Đấy. Thu đẹp này. Thu đẹp anh em nhá. Thu đẹp đúng không? Đây, zin này. Mayer vành bánh này, zin sáng quắng này, vẫn sáng quắc. Đấy, vành made in Indonesia nhá, vành made in Indonesia này. Đặc biệt cho anh nhìn củ máy này. Củ máy này anh em lổ cả ngày không chết máy và em cam kết tiếng xe này đây vẫn còn màu cờ đây anh em nhé. Bác về có đi mấy đâu. Đây anh giấu này. Con xe này đích thân nhà Trung Kiên làm ra nên anh em yên tâm nhé, chứ không phải ai làm nhé. Đấy. Ok nhỉ. Lốc này. Chế này. Bình xăng này. Bình xăng zin nhá. Tem là gọi là 3M như zin luôn. Yên zin này. Đồng hồ đây rồi không nói rồi. Biển là biển đẹp luôn, 4 số nhá, biển Hà Nội nhá, 8978. Đấy, cơ hội cho anh em nào mà nhanh tay vận may sẽ đến nhá. Biển rất là đẹp luôn này. 8978 nhá. Đấy, 8978. Ok anh em ơi, đây nhá. Thì anh cho xe xuống. Anh em ơi, hạ xe xuống anh cái. Lấy cái cầu ấy. Đây là qua hai bác trai. À, quay qua vòng hết nhá. Là bác ấy trước có mua nhà em con này lâu chưa bác nhỉ? Chắc được độ 3 tháng, hơn 3 tháng. Hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng. Nhưng mà bác bán đi lý do gì? Có lỗi lầm gì không hay là tại sao bán? Không, lên đời mà. Lên đời. À lên đời con xe khác gì? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy không phải em, đây cái câu hỏi này mình hỏi thôi. Chứ còn thực ra ai lỗi không bọn em mở xuống biết ngay mà. Đấy xin kẹp qua xe nếu được phát thì đấy anh em mình cứ chốt. Chứ bác mua con này là của em là em nhớ là 79 triệu. Xong cả ship 1 triệu là 80. Thì em cứ công khai luôn cho tất cả các đồng mạng nhá. Này em trừ con này đi 30%. Anh em nhá, trừ đi 30% và nếu bác cha nào mua chiếc xe này, bác cha được hưởng cái xe đấy. Biển rất là đẹp nhá, biển Hà Nội nhá. 8978, biển rất đẹp, K1 luôn, 4 số, đời cao. An ninh chuẩn chỉ. Em che cái đầu biển này cho nó có cái gọi là tò mò một tí thôi mà. Cứ cho xuống anh em giận lổ xem một phát lổ hay không. Chìa khóa đâu bác? Chìa khóa... Ô, quên không mang chìa khóa à? Không mang chìa khóa. Quên không mang chìa khóa thôi không sao, chốc em cho nhân viên lên nó cấu hai cái dây phát là lổ ngay mà. Xong bác gửi địa chỉ cho em nhé, vì nó là chìa khóa lùn. Đấy, cho gửi địa chỉ bác giúp em ra bưu điện gửi em cái chìa khóa. Anh em ơi, em sẽ cho nhân viên tranh thủ câu dây phát là xong thôi. Dắt ra kia câu phát cái dây và là lổ. Quan trọng nghe tiếng máy, còn chìa khóa anh em yên tâm nhé. Đấy, chưa bác mua con này nếu anh em là theo dõi em là biết đấy. Hai bác. Đây rồi, để anh lấy giấy tờ ở đây nhỉ. Vâng. Vẫn nguyên đai nguyên kiện này. Vâng.
Em cầm luôn này. Cho xe xuống vào làm lỗ cho anh chắc cắm cái dây khoảng ôi, một phút chứ mấy. Trơn. Cho nó lỗ đi. Giờ chỗ nào không mưa ấy, đây quay lại bác về đây uống nước, cho em nó câu dây nhẹ phát là xong rồi. Tí là xong. Cắm dây phát là được. Em vào đây bác. Đây anh quay đây cho em nó chờ nó làm cái kia. Đây, chắc 5 phút đó, 3 phút là xong đúng không? Cắm vào phát là xong thôi. Tôi cắm cho lỗ phát thôi. Đây kiểm tra lại cái giấy tờ tí. Bác cha nào mà đang theo dõi Trung Kiên mà muốn mua những chiếc xe mà nó vẫn rẻ đi mà ngon lành nhá thì alo em nhá. Đấy. Đây xem mua tháng mấy đây. À không ghi ở đây. Không ghi ngày. Đây có ở trong này. Nhưng chắc tầm 3 tháng thôi. Thế thôi, nó chỉ thế thôi. Bác đi nhiều chưa? Đi mấy đâu, anh về anh để bày cho nó. Đây. Chắc là một lần đổ xăng. Một lần đổ xăng anh em ạ. Bác đánh em cái xe mấy. Đánh em cái xe lên chỗ này này. Bác tiến lên, tiến thẳng lên được. Tiến thẳng lên góc kia được. Cắm dây phát là xong thôi mà. Cắm dây thì anh ra anh nhổ phát là xong rồi. Đây anh em nhá. Đây xem lại trong cái điện thoại kia. Bác xem điện thoại của bác là xem ngày bao nhiêu là biết. Ngày xem ngày mua đấy, nó mở ra là xem. Gửi đây ngày đây tháng 4. Ngày này đúng không? Tháng 4. Tháng 4. À đúng rồi. Alo mình được không phải gọi. Đúng rồi. Không đây này. Đúng rồi. Đây. 17 tháng 4. 17 tháng 4. 17 tháng 4 đến 17 tháng 5, 17 tháng 6, 10 tháng 7. Khoảng 4 tháng. Đấy, bác mua 4 tháng mà bây giờ là bác ấy nếu đúng như bác ấy tả em xem lại đúng không? 3 tháng chứ. 17 tháng 4 đến 17 tháng 5, 1, tháng 6, tháng 7, bây giờ tháng 8 rồi. À bây giờ tháng 8 nhỉ. Đúng không? 4 tháng. Đúng 4 tháng tròn. Hôm nay 18 luôn. Đúng 4 tháng. Đúng 4 tháng. Đúng 4 tháng một ngày. Gọi là 4 tháng. À, không vẫn đăng ký như em này rồi thì không cần phải xem. Bây giờ chỉ ra lã lộ xong chưa? Xong phát tắt ra luôn đằng trước này đi. Đấy. Ôi giận phát lỗ luôn. Ok thôi. Giận phát lỗ luôn anh em ạ. À nha, trước mặt anh em là bây giờ trước bác mua em còn là tổng là 79 triệu, mình gọi 80 triệu. Mà cứ trừ đi 30% là 38 là 24 triệu anh em nhá. Công khai rõ ràng. 79 triệu mà trừ đi 24 triệu là còn bao nhiêu? Là 65 triệu. 65 triệu trừ 1 triệu thì xếp lên đi là còn 64 triệu. Em có mua 64 triệu anh em nhá. Em cộng cà phê cho anh em 4 triệu. Là 68 triệu. Em bán đủ giá cho bác xem. Đây. Đây quay anh Quang ơi. Vẫn y nguyên. Tức là ý bác là con xe này từ lúc bác mua giờ là mới đổ một bình xăng. Một khoảng đi hết một bình rưỡi. Đấy bây giờ con phải ra lửa lên. Lòng bình sáng trưng em nhá. Chụp phát ảnh, chụp phải, chụp cả xe cả người chốc em đăng lên. Đó. Chụp bên này anh ấy, chụp bên này. Đây chụp được cả cái xe dưới bác đứng em ấy. Chốc nữa em làm cái video đăng lên thôi mà. Rồi. Đó, chụp đi. Chụp cả xe cả người hai người. Được chưa? Được rồi à? Ok. Anh em bây giờ là khâu kiểm tra xe nhá. Anh em cùng kiểm tra cùng em. Đấy. À bác ấy quên chìa khóa thì em cho nhân viên câu dây cho nó lỗ thôi. Đây, lỗ từng tiếng này. Bịt bô lại này, quang ra đây. Bịt bô lại cho lỗ này. Bịt bô lại này. Em thít nhá. Em thít nhá. Từng tiếng này. Đấy. Hôm nay con này bác vào bô zin rồi đúng không? Đúng rồi, bô zin này. Tất cả. Anh em ấy vào bô zin luôn rồi nhá. Bô zin này. Bô zin đẹp luôn này. Đây này, anh quay này. Nếu mà bạn trai Hải Phòng nhá. Bạn trai Hải Phòng mà lấy chiếc xe này thì alo cho tôi nhá. Alo ngay cho tôi. Tôi sẽ bỏ cái bô ra tôi trừ tiền cho bạn là đúng cái giá bạn tầm 560 luôn. Đấy nhá, bô zin này. Mà lỗ từng tiếng nghe này. Anh Quang rút cái giáp sắt này. Rút cái giáp này thì nghe tiếng bô zin nó mới sướng. Đấy rút cái mic này. Rồi, nghe này anh em nghe này. Em anh bắt cầm cái này nghe này. Đấy. Đấy, bô lại này. Em thít nhá. Không tiếng động nhá. Nó không nghe gì luôn này. Đấy, quay sát đây, quay sát đây. Quay sát này đây. Nghe tiếng bô thở ra này. Bịt lại này. Êm thít này. Không tiếng động nhá. Đấy. Ok, cắm mic được không? Lộ cả ngày không chết máy anh em nhá. Rồi. Bây giờ em sẽ đích thân cầm điện thoại em quay cho anh em một vòng. Mưa em quay nhanh em nhé. Trước cái này đồng hồ này.
đồng hồ siêu lét nhá. Bạn trai Hải Phòng nếu chốt chiếc này thì không còn gì để nói nhá. Thứ nhất là biển Hà Nội 4 số nhá. Đấy, con mét là 1 vạn này. Nhưng con mày đừng tin, đúng không? Con mét thì thôi kệ nó. Kệ nó. Kệ nó. Đây. Tay côn zin này. Đấy, tay ga zin này. Tay côn zin này, tay phanh zin này, tay ga zin này, nhầm, tay này này. Cuống tắc đẹp này. Cuống tắc này. Đồng hồ đẹp này. Con này là anh em đã ăn ra được 30% rồi nhá. Rồi, sinh nhan zin này mềm nhũn này. Mềm nhũn nhá. Hai đèn bằng đèn zin này. À, mềm nhũn này. Đúng không? Mềm nhũn này. Đấy. Rè là linh kiện anh em nhá, rè là chấp nhận được rồi. Nó dày dặn, nó như một nó gọi là 1/9/10 như zin luôn rồi. Đấy. Thu đẹp này. Thu đẹp anh em nhá. Thu đẹp đúng không? Đây, zin này. Mayer vành bánh này, zin sáng quắng này, vẫn sáng quắc. Đấy, vành made in Indonesia nhá, vành made in Indonesia này. Đặc biệt cho anh nhìn củ máy này. Củ máy này anh em lổ cả ngày không chết máy và em cam kết tương xe này, đây vẫn còn màu cờ đây anh em nhá. Bao về có đi mấy đâu. Đây này dấu này. Con xe này đích thân nhà Trung Kiên làm ra nên anh em yên tâm nhá, chứ không phải ai làm nhá. Đấy. Ok nhỉ. Lốc này. Chế này. Bình xăng này, bình xăng zin nhá. Tem là gọi là 3M như zin luôn. Yên zin này. Đồng hồ đây rồi, không nói rồi. Biển là biển đẹp luôn, 4 số nhá, biển Hà Nội nhá. 8978. Đấy, sinh nhân xong zin này. Zin này. Zin này, KGD này. Đấy. Lắp hậu standard này. Bồ này. Vành bánh này, thu sau zin nhá. Thu sau zin mới nhập Indonesia này. Đấy. Mayer sau này. Đũa này. Vành này. Đấy. Rè sau này, sáng nóng này. Đấy, tay dắt zin này. Cần khởi động zin nhá anh em nhá. Chấm nguyên này, chưa động này. Cần động zin nhá. Đấy. Đấy. Đang lỗi mình để này nó kêu kệ nó nhá. Đấy, tắt đi này. Tắt đi nó không kêu nữa nhá. Cần động zin nhá. Nổ mình nó khe khe mà. Đấy. Về tổng thể chiếc xe này thì em nghĩ là anh em đã phải hiểu rồi. Chúc em xuất ảnh cho anh em. Đó. Ok, quay đi. Đây. Có lên mic không xem nào. Có lên mic không này. Bây giờ bác ơi này nhá, em thì mua bán nó nhanh thôi. Bác chỉ cần gửi cho em cái chìa khóa này được. Rồi rồi ok. Đấy. Bây giờ gửi số tài khoản em chuyển cọc chuyển đủ cho bác là xong. Ok. Tức là chốt lại là trước bác mua em là tổng 79 với 1 triệu tiền ship là 80. 80 triệu. Nhưng mà em không tính tiền ship đâu. Nhưng mà em lấy 80 này nhân với 30% là 24 triệu thì lấy 79 triệu, trừ đi 24 triệu là còn 65 mới trừ đi 1 triệu tiền ship nữa là 64 nhá. Em chốt 64 đi, lồng 5 triệu 64 ở đâu bao nhiêu nhỉ? Còn mất 2 triệu tiền ship nhá. 79 trừ đi 2 triệu này là còn 79 trừ đi 2 triệu là còn 77 trừ đi 24 thôi, thế còn có 5 mấy ở đâu xem nào. 80 rồi nhỉ, 20% nhỉ, 20% nhỉ, nhầm, 20% 28 26 là còn 64 đấy, em mới tính vào 64 thì thôi bác lộc cho em triệu tiền ship đi lại là 63 nhầm. nhầm. Ờ mình ấy nhận kiểu gì đã ra được 64 mà. Đấy. Đúng rồi, đầu tiên ở bác là 30, hơn 30 đấy, nhưng bảo thôi để nó còn đẹp thì đúng như tả thì là 20, chuẩn chưa? Thì đấy lên thì ok. Em cứ chốt như thế. Anh em nó nhanh gọn. Chắc không phải quay nhiều đâu. Đấy. Thôi rồi. Xe thì vẫn nguyên ngon lắm, em xin thì thích lắm nhưng cho mà em xin cái số tài khoản em quét đấy. Thế nếu anh em nào hưởng được 20% đấy luôn đấy. Để điện cho ông bạn Hải Phòng luôn. Ông bạn Hải Phòng đấy chuyển cọc cho 5 triệu đấy. Ok nhá. Thấy rồi. Bây giờ lại chắc sinh học nó hơi lâu tí mà. Sáu ba em anh nhá. Ok chú. Ok. Ok. Ok đấy, trừ tiền rồi đó. Xong rồi. Ok anh nhận. Ok nhá. Ok ok. Đấy. Bác cứ nghe điện thoại đi. Ok anh em ơi. Alo. Nhầm lẫn đấy.
Em với bác ấy là thống nhất là chiếc xe này nếu mà đâu đang đi chơi có việc rồi. Nhưng bác ấy nói là gần như bác chỉ đổ đúng một bình xăng chưa hết. Đấy, bác đang không đang đi có việc mà. À thế à? Đang đi có việc là gì? Ừ, tí về. Ừ. Quay bác bình thường. Ok. Có vào không? Ok, ok. Đấy nha bác nhá, em bắt tay em cảm ơn bác trước. Có là đúng như bác tả là gần như về là bác mới đi khoảng bình rưỡi xăng, một bình rưỡi xăng. Đấy. Đấy thì vẫn cả nguyên xi từ lúc em nào như nào thế. Đúng rồi. Chưa va chạm chưa ngã đổ gì. Đấy thì em nghe từ máy là biết rồi. Đúng rồi. Vẫn nguyên... về, bác đổi lên xe mộc hay đổi lên xe gì? Anh để nghiên cứu chơi con xe mộc. Đấy, đúng rồi. Đấy. Mà lái xe mộc phải chơi con trên trăm nó mới xứng đáng. Đúng rồi. Còn tất nhiên em cũng chẳng nói xấu cái xe mới đâu. Cái xe mới thì nếu ai mới chơi ai trải nghiệm nó rất là ok. Vì tầm tiền nó vừa xinh. Nhưng đã chơi xe mộc nhưng bác mà chơi tầm 50 nó chẳng đẹp. Đúng rồi. Không phải chơi tiền trong. Còn nó đôi trầm. Đấy, thấy chưa anh em thấy chưa? Bác trước bác còn đi con Harley cơ mà. Để trước đi Harley. Muốn sưu tầm con xe nó phải xe đẹp để bay thôi. Thế bảo con Harley mà nó bán cho hơn trăm đấy là con biển 59 thì còn đấy bác xem lại giấy tờ. À. Đấy cho anh em này em có nói thật. Nếu mà Harley mà hơn 100 triệu thì bác phải xem lại giấy tờ. Đúng rồi. Đấy, không có gì là rẻ cả. Còn đây tất cả mọi thứ em công khai cho bác. Và em nói luôn trước cộng đồng mạng là khi mua xe nhà Trung Kiên nó có hai trường hợp xảy ra. Một trường hợp là nếu lỗi em sẽ lấy lại đủ tiền. Còn nếu các bác đi các bác muốn lên đời, các bác vì lý do thì các bác em không cần biết thì em sẽ mua lại. Có hai trường hợp, một là không mua lại, hai là mua lại với giá thỏa thuận. Thì đầu tiên em nói là trừ 30%. Đấy. Nhưng mà bác bảo là nhưng mà anh có đi mấy đâu thì thôi vẫn đẹp thì chú xem có được không thì phải đấy trừ 20%. Thì 80 mà trừ đi 20 đấy là còn 64 triệu và 63. Ok. Đấy. Anh em là mua chiếc xe này em cộng cà phê cho anh em. Con này là 4 triệu. Định nói là 5 triệu nhưng tôi chỉ cộng 4 thôi. 63 cộng 4 là 67. Đấy, còn nếu bạn trai ở Hải Phòng mà lấy chiếc xe này là chờ đúng ngày đi giao thôi, biển 4 số là Hà Nội nó là đẹp rồi nhá. Mà là cái bô zin này. Đấy. 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 Bô zin nít me đời cao anh em nhá. Bô zin đẹp luôn đấy. Ok. Anh em ơi cho xe vào trong đi, cho ra kênh chụp ảnh cái. Vào đây uống nước bác ấy, vào đây. Vào đây uống nước bác, xong anh Quang đứng chỗ nào em. Ra ghế vào đây. Sao chúng mang ghế đi đâu ấy? Mang ghế đây. Sang này. Đấy, nó đùa. Mày nào cái này để anh Quang quay luôn này. Đấy, có cái video uống nước tí này, tễu tí. Đặt cái này này. Tắt máy đi. Tắt máy đi, dắt đây. Đấy, dắt đây. Đấy, anh bàn giao lại cho chú là giấy tờ đầy đủ. Thật sự là có mỗi chìa khóa thì bác gửi giúp em. Em gửi địa chỉ, bác gửi giúp em thì nó là địa chìa nùn. Nó có giá trị hơn. Hay là hôm nào mà đi qua đấy thì... Không bao giờ em đi qua đấy được. Tức là nhà bác có gần bưu điện Viettel gì không? Gửi bọn Spot được à? Được, ai được. Đây em gửi vị trí, địa chỉ cho. Em trong anh nhắn tin địa chỉ và cái số đấy. Điện thoại kia đang quay video. Ok, ok. Thế gửi địa chỉ anh gửi Viettel Spot khả năng nó được trước sau là xuống không dạ, bác cứ ra bác gửi địa chỉ em chốc em nhắn tin địa chỉ thì bác cho nhân viên đúc khiêng lên sao bác chỉ cần cho một em nhân viên nào bảo là cầm cái chìa khóa này gửi địa chỉ này cho chú là em nhận được mà. À vì con này là về mình để nguyên mình bán rồi chứ phải làm gì đâu. Đúng rồi, chẳng phải làm gì cả, chẳng phải làm nguyên gì mà lại khổ. Đúng thật, nhìn cái gầm nó sạch nguyên. Bác đi đúng một mình xăng à? Chắc là đấy, chỉ một hôm em về là đổ mất 170 trăm đẩy mình luôn. 170 đầy bình. Đầy bình, đầy bạc. Thế xong thì sau này là đổ thêm mất một lần thứ hai đổ mất. Nhưng con này đó. Em vẫn nhớ nó lổ từng tiếng này, hôm em giao xe này. Lấy tay giận nổ, đúng nổ rồi, thở đúng. Từng tiếng. Bây giờ lấy tay giận thế mà. À. Nó vẫn thế mà. Em thì chia sẻ các bác là nếu các bác chơi, xác định chơi xe này này, nó có hai trường hợp. Nếu mình trải nghiệm và chơi xe dọn mới là vừa tầm tiền. Nhiều người không phải ta không muốn mua xe mộc đâu, mà kinh tế mình chỉ có thế thôi. Như các bác là trải nghiệm để xem xe mới thế nào. Thực ra không lỗi gì đâu, nhưng mà khi mình đi chơi nhiều anh em giao lưu ấy, bắt đầu mới thấy xe mộc nó là chân quý. Đấy, xe gì có hai mặt của nó. Đấy, quan trọng mình thích điều gì thôi. Chứ bây giờ hai một ông mộc mới mà ngồi cãi nhau thì có mà đến sáng, chỉ có đánh nhau cũng không biết. Anh đúng vẫn không? Theo dõi kênh của em suốt nhiều con xe và nó là nhìn thấy chưa được kịp đăng lên đã bán ngay rồi. Còn em vẫn nói bác nhá, con xe này nhá, em chắc em khẳng định bác chắc chỉ không quá 3 ngày. Và giá này em chỉ bán trong 3 ngày anh em nhá. Sau 3 ngày em bán, em vẫn nói lại, sau 3 ngày em lại bán lại 70 80 luôn. Đấy là việc của em. Đấy đúng không? Quan điểm nó rõ ràng. Thì nhưng mà em chia sẻ thật nhá. Nếu các bác mà không gặp em ấy, không mua này của em, bán lại của em ấy, các bác bán cho người khác vẫn được ra đấy. Các bác gặp đúng người vẫn bán ra đấy. Nói thẳng luôn. Vì em bán cho các bác biết, em bán để các bác biết được là cái giá trị xe nó không lỗ đâu mà là ai bán, ai mua. Nhưng em là trung tâm, em là người đưa đò, người ta biết đến em thì mua thôi. Chứ ai biết các bác đấy thì nó lại thành thợ rồi. Đúng rồi. Đấy đúng không? Nó phải rõ ràng công khai chứ còn mua bán nó thoải mái. Bao nước đi. Đây. Chơi chốc anh nhắn tin bác giúp em đưa em mỗi
cái chìa khóa. Cái chìa khóa nó có một chìa thôi. Đúng rồi, một nhưng quan trọng cái chìa lùn. Cái chìa lùn theo xe nó mới là nó đắt lắm. Còn cái chìa cao bây giờ bọn em đánh 20.000. À, 20.000. Nhưng mà cũng hai cạnh như này luôn. Đúng hai cạnh như luôn. À. Nhưng nó là chìa lùn. Chìa lùn là của ngày xưa, có chữ KGD. Còn chìa bây giờ có chữ Honda, nó cao, không phải chìa của nó. Đấy, đôi khi những cái chi tiết nhỏ thôi. Đấy, mua bây giờ không có mà mua. Mà có thì nó cũng đắt. Để anh theo dõi hôm nào mà có cái xe mà nó đẹp đẹp mà. Nói chung là lúc nào bác có thấy con xe mộc là bác cứ báo em một câu là cái giá tốt nhất cho bác. Ok. Vì vậy các bác chiết khấu như này cũng là thiệt rồi. Đấy. Người nào mua thì hưởng cái xe này đồ thôi. Đồ chơi mà. Chú. Vâng. Nhưng em chắc chắn con này là máy bóc mộc chứ hả? Con này mộc đấy, đúng không? Gọi là đồ chơi mà. Chơi con là mộc đấy, mộc đẹp đấy. Con này cho khách à? Vâng. Con này không ít tiền đâu. Không biển bao nhiêu là biết. 30 à? 30 ơi, con này trên 100 em bán lại rồi. Em bán rồi, con này bán rồi. Con này trên 100 em mua ở Lào Cai hôm em đi Trung Quốc đấy. Em mua cho khách, em khách về khách này mang bảo dưỡng đấy. Đi con này cho mang bảo dưỡng. Mà nhìn nó đẹp như thế mà. Đấy trên 100 em nói dối lắm ạ. Đúng rồi. Trên 100 còn tranh nhau mua. Đấy, bia đấy, bia một con xe này anh em nhá, hơn 60. Cái con này trên 100. Đấy, giống nhau y hệt, nó chỉ là một con dọn mới. Con này như là em mua là 138 triệu à? Ui giời bác nhớ luôn đấy, đúng luôn luôn đấy. Chính xác luôn đấy. Biển Hà Nội 34 số, đời cao, thanh lý công an ra. Mua của chị ở Lào Cai đấy hả? Chuẩn luôn. Trời ơi. Đấy bán luôn rồi đấy, bán luôn về Hà Đông rồi đấy. Bán ngay được cả. Bán luôn cốc, cái hôm mà chưa về đến nhà luôn. Cốc cà phê mấy triệu? Cốc cà phê 5 củ đấy. Nhưng mà phải nói đi giữ nhỉ. Mẹ leo xe đi vẫn thế này. Bác ơi đấy bảo rồi, chơi xe mới các bác có thể dọn đơn giản được. Nhưng xe mộc đắt ở đấy thôi. Đấy. Nhưng bác có tin bác lên xe chứ chắc bằng con này đâu. Là vì sao một xe cũ theo thời gian nó hao mòn đi. Nhưng mình phải chơi, mình chấp nhận cái cũ. Chất mộc nó khác. Đấy. Nhìn xe nó đều. Con này bị mỗi đôi thuật trước rồi nhỉ. Vâng, theo thời gian nó phải lỗ như thế bác. Nó theo thời gian nó thế. Còn đâu này, người ta máy ra biết vẫn nguyên đấy nhá. Zin hết. Cái yên mà nhìn cái yên để biết. Tất nhiên là các ông chủ này là ông chủ cũng là chơi xe. Đấy. Ông đi nước ngoài. Nhưng mà vợ ở nhà thứ bán đi chắc là lấy tiền để ở chưa. Nhưng mà sao có điều kiện để mua ngoan hơn. Thế là đăng lên cái là bán ngay hả? Đăng lên phát là bán luôn. Chưa kịp về ra khỏi nhà, tức vừa ra khỏi nhà là ông bác cũng lấy luôn. Tức là ta đặt hàng sẵn rồi. Như con này của bác nhá. Nếu thực sự con này của bác lấy bán cho ông bạn là ở Hải Phòng thì con này chốt đẹp, nhưng mà chẳng qua đang quay điện thoại này. Đang quay điện thoại này không thì em quay luôn. Mà anh Quang quay điện thoại này đi. Để em quay điện thoại này nhá. Để em lấy cái điện thoại này quay, em lấy điện thoại em gọi luôn cho ông đấy luôn. Cho ông bạn đấy luôn. Đấy, anh Quang quay đây, quay đây. Quay đây để đổi điện thoại nhá. Anh em đổi điện thoại để gọi cho bạn đấy luôn. Đấy, không anh rút lại ra. Để em rút từ từ. Từ từ. Xem mà trông nó khác. Đấy nhá, em sẽ làm cho anh em xem, em phải cắm cái này xem cái này. Gọi luôn để bán nó khi trước mặt bác cho xem. Mà bán được em lại lộc lại cho các bác vài đồng với các bác thiệt nhiều rồi mà đúng không? Em nói thật mình cứ sửa lời tí. Đây. Anh Quang lấy cái điện thoại lại quay. Đấy nhá, nếu hai điện thoại nhìn nhau này. Đấy lấy điện thoại này quay cho em, đấy, anh cầm đi. Đấy, anh quay điện thoại này cho em. Đấy, hai điện thoại này quay cho nhau anh em nhá. Đấy nhá. Đấy, để em gọi luôn trực tiếp cho ông này luôn, xe đây. Gọi luôn này. Gọi luôn đi thì bán luôn đi. Em mua xe cao lắm. Nhưng bây giờ ông bán lại em phải trừ đúng không bác? Đó là nguyên tắc rồi. Và em khẳng định bác là có rất nhiều người tiếc con này chứ không phải một ông. Như là gì, tức là em đố bác nhìn cái gì lô luôn. Chờ em tìm gọi ông này luôn. Em khi em bán luôn được. Đây rồi. Đi giữ nhỉ, đi giữ đấy. Nói giữ đấy. Vẫn tầm làm vẫn nguyên. Máy móc không nghe máy rồi. Alo ông bạn ơi, tôi đang quay trực tiếp mặt khách đây nhá, điện cho bạn không được. Đấy, hai bác đến đổi con này. Con này nó rất là đẹp nhá. Đấy. Gần như là zin hết, nhưng mà giá trên 60. Nếu bạn cố được thì tốt, không được bạn chỉ tháo cái bô ra là tôi trừ cho bạn luôn, là bạn mua vừa tầm tiền. Tôi lại tặng bạn cái bô không chữ. Bạn hiểu ý chưa? Bô zin này. Bạn nhìn bô zin đẹp không? Ít noe đời cao này. Sáng lóng nhá. Đấy, bây giờ bạn chỉ tháo bô ra là tầm tiền của bạn đã mua được rồi. Nếu tôi thừa sức tôi tháo tôi bán cho bạn đúng không? Nhưng mà tôi quay thế nào tôi quay đúng như thế. Khách đang ngồi đây, tôi điện trực tiếp cho bạn không được. Đấy. Được thì bạn lấy luôn là tôi chở cho bạn tháng 8 nhá. Bây giờ đây này, bây giờ là 4:30 rồi. Đây hai bác cái chủ xe đây, đi con ra to này. Đấy.
Ở đuôi cũng giống điện thoại này luôn kìa. Đuôi 78 luôn này. Biển số xe con này đuôi 78 này. Nó giống nhau luôn. Bác ấy mua nhà mình trước là 79 triệu cả ship là 80. Mình trừ bác đi 20%. Anh em mua lại 64, lộc 1 triệu còn 63. Mình bán này là 68 cộng 4 triệu. Đấy, nếu mà bạn xem được nhanh thì bạn điện cho mình, không người khác, mình đăng lên thì tao chốt trước thì lại tiếp nhá. Đấy. Con này miễn bàn về xe. Gẩy nhẹ lổ anh em nhìn lấy tay dẫn nổ được bạn nhá. Miễn bàn về xe. Đồ zin trên xe gần như là 95% bạn nhá. Đấy, con đồ zin đẹp luôn. Nó như một chiếc xe mới luôn bạn nhá. Đấy, bác về bác đi chưa hết một bình xăng, đúng không bác? Chết bình xăng. Hơn một bình xăng. Một bình rưỡi xăng. Một là một bình rưỡi. Mua 4 tháng rồi nhưng đi một bình rưỡi xăng là tất cả những gì lỗi lầm hay là hỏng hóc thì bác đã công khai rồi đấy. Nhưng mà con này bác không vấn đề gì. Mà kể cả nó có lỗi mình bảo hành cho bạn, yên tâm. Đây là bác lên đời thôi đúng không? Bác lên đời thôi. Lên đời. Ok nhá. Đấy, em quay qua video này gửi cho bạn ở Hải Phòng trước mà. Nếu anh em nào xem được đợi video full em đang quay này. Đợi cái video full của em đang quay video này, đợi video full của em. Lên nhá. Đấy, giá gốc cộng cà phê trực tiếp cho anh em. Đấy, sẵn về đổ xăng chạy biển Hà Nội 4 số anh em nhá. Đời cao. Đó. Chủ mua thì alo nhanh cho em qua số hotline 0778 24 48 hoặc 0358 444 888. Hotline mới của em là 0354756789 anh em nhé. Đấy, đây, bác ở đây. Tất cả mình quay cái mộc mạc trước anh em nhé. Đấy, còn đồ đạc mình tà chuẩn. Còn giá tiền anh em cảm thấy hợp lý, túi tiền anh em mua. Còn cao quá có thể bỏ qua. Đấy, đến với trung kiên này, cái tiền thì mình không nói nữa. Đắt rẻ hay không là do anh em nhìn ưng, anh em lấy. Còn về đồ đạc mình tà là chuẩn. Đấy, anh em theo dõi cái xe này nhé. Đấy. Em nói cho nó chuẩn cái gì nữa, đúng không? Đấy. Ok nhá, em tạm dừng video đây. Anh em mua thì alo nhanh cho em. Em đăng tạm cái điện thoại này, video này lên. Có nghĩa là với em ấy, em chia sẻ các bác này, nó chỉ có đắt hay rẻ, đúng không? Còn đồ em chưa vừa tả sai, máy móc em không vừa sai các bác là được. Đấy. Ông được làm xe là phải cái này là giấy tờ pháp lý phải chuẩn chỉ. Vâng. Ôi, em xin lỗi bác không chuẩn, em toi luôn. Em quỳ van xin, lửa đêm em phải đi mà lấy. Vì xảy cái tai an ninh mình phải đi lên này. Nếu an ninh thì phải ăn đầu tiên. Về pháp lý thì chắc là chuẩn. Còn cái chuyện ví dụ đồ mình tả sai mình phải chịu trách nhiệm, mình gửi đồ đã muộn đâu. Nhưng an ninh là quan trọng. Đấy. An ninh là quan trọng. Đây này em chuẩn bị lấy con này em cho bác xem đấy. Đây này. Đây này. Đây cho bác xem lại một lần nữa nhá. Nếu bác lấy con này được cũng được nhưng mà nó lại cũng được chiếc 0% rồi. Đâu nhỉ? Đấy ông có hắc lây đấy em bảo bác đây này. Đây nó hắc lây này này này. Đây thực tế ông này này, em cũng quay video lên đấy, chính chủ luôn biển Hà Nội, em chuẩn bị lấy con đấy, hôm nay bác mà không ra đây này em đi lấy con đấy rồi đấy. Ừ. Đây con hắc lây đây, con này xe nhập đấy. Đấy, đây con xe này của bác ở đây, em con này này đẹp lắm đấy, nhiều người hỏi lắm nhưng mà thường thường xe đang đi bán lại ấy, khách hàng không hiểu ấy, đây này, người ta không hiểu thì sẽ nghĩ là có lỗi nhưng không phải đâu, mình đã là có điều kiện mình chơi mà. Thích thì mình chơi thôi, đây bác nhìn nó zin hết nhá. Cái này cũng mua của em đó. Của em hết. Đấy. Thế tất cả xe bán nhà em ra em chỉ mong các bác hiểu này này, em không quan tâm lỗi hay không. An ninh là chuẩn rồi. Còn các bác bán lại, ví dụ nhá, ví dụ các bác gặp khách bác bán lại không lỗ đâu. Nhưng bán cho em là phải lỗ. Đúng rồi, thì đương nhiên. Mà em lại cộng cho khách hàng của em anh thôi, à? Nhiều khi phải thông cảm cho em một chút. Thế còn các bác vui vẻ mất tiền nhưng vẫn vui vẻ. 2021, 2022 anh đã chơi win rồi. Vâng. Nên anh biết mà. Đã mua là phải chấp nhận rồi, chơi mà. Đến bây giờ nó đồ chơi, ngày xưa thì nó là xe để đi. Em này đơn giản đi, vàng ta bác mua thì chỉ mất ít, nhưng vàng Tây bác mua gần như cũng 30% luôn. Nếu vàng Tây. Còn đây trừ là 20% anh em nhé. Quá ngon. Anh em nào chơi lại được thì múc luôn. Hắc lây như hai anh em đây đi vào Sài Gòn mua ra xong lại bán ngược lại về vẫn chủ cũ, vẫn về Sài Thường thường các bạn bán lại cho chủ cũ là chuẩn nhất. Ví dụ nhá, bác bán cho em tự tin cái xe này rồi. Em sẽ khẳng định với em con xe này nhá. Nếu anh em về máy bảo hành 25 luôn, riêng máy con này bảo hành 25. Đấy nhá, 25 bảo hành cái xe này nếu về máy. Còn đồ đạc trên xe thì anh em kiểm tra. Tôi giao tận nhà anh kiểm tra, nếu như tôi tả thì anh em trả tiền. Còn sai tôi chịu. Còn cái giá ví dụ tôi mua 10, tôi bán 100 là việc của tôi. Đúng không? Mà tôi mua 100 thì tôi bán 10 kệ thôi. Nó cái giá mà. Cái này thì không có giá thật. Còn mỗi em là người chơi win, mỗi em bán ra nó có giá trong đầu anh em rồi. Đấy. Tất cả những người chơi xe như em nếu mua từ năm ngoái đến bây giờ gần như không lỗ. Nếu em bán chắc chắn ra là không lỗ. Còn mọi người đi bán thì nó sẽ lỗ. Cũng như câu chuyện anh Tú Anh anh cũng là giám đốc ở Thái Bình ấy. Cái anh mua xe nhà em 25 triệu là năm ngoái, bây giờ là 26 triệu rồi. Là một xe lên 1 triệu rồi. Thế mà anh ấy đăng lên mạng anh ấy bán, anh bảo vẫn bán 25 triệu. Anh vẫn đang bán 25 triệu. Nhiều thằng nhảy vào giá có 8 triệu mới 10 triệu. Nhưng em sẵn sàng mua của anh mạng 20 triệu, nhưng em vẫn công khai vẫn bán 25. Vì nó ít tiền nên công khai luôn, em vẫn mua 20 vẫn bán 25. Thế là anh ấy vẫn không bán, anh bảo không. Tao không bán thế đâu.
nó gì, tao cứ đăng lên mạng tao bán xem gặp khách không, nhưng mà đến một tháng rồi không ai mua. Nhưng em nó thề các bác luôn, em gạ đúng 3 lần em mua về em quay video phát là bán luôn. Bán đủ luôn, bán trước mặt các bác. Tức là tức các bác phải hiểu nó là quãng con ai bán. Các bác, những người trên màn hình làm sao biết các bác để mua chiếc xe này được? Làm sao biết các bác được? Đúng không ạ? Đấy. Còn em mua bán em phải công khai. Còn cái giá thì bác phải thông cảm là đấy. Đúng không? Chứ chẳng lẽ này gì? Đương nhiên cái đấy thì đương nhiên rồi. Mình là người, còn các bác bán các bác còn tươi cười các bác một câu ăn luôn chứ cần phải em ơi sao không thế này không thế kia. Đấy còn xin thêm 1.5 triệu anh ạ. Mà em bán được em hứa tao đồng mạng em bán được con này trong 3 ngày em lại chuyển, em gọi là chuyển lại lọc cái xe. Nó là cái lọc xe. Em ngại gì đâu mà. Đấy nếu mà con này trong 3 ngày em chuyển cho bác 2 triệu. Em nói được con làm được. Còn nếu mà trong 3 ngày trở lên vẫn chuyển 1 triệu, tức là bác thích kiểu gì vẫn được tiền. Lọc vẫn lọc. Được tiền. Lọc lại. Em chắc được không phải này, nếu em trừ luôn về tiền xe của bác nhé, nó khác. Nhưng tự dưng chuyển các bác 1 triệu lấy lọc là cái lọc thôi. Tán lọc ấy. Có tán lọc. Phải tán lọc đi. Đúng không? Anh em có đồng mạng ok chưa? Có nghĩa là bây giờ em đưa lúc bác 1 triệu vẫn được. Cũng như hôm qua em mua xe màu đỏ ấy, con xe màu đỏ mua ở Hưng Yên đấy. Ở Hưng Yên em mua đúng chưa về nhà ông anh đấy luôn. Em biếu luôn, nhưng mà trước khi mua em biếu luôn bà già, em bảo anh ơi, em về em sẽ lọc lại anh 500 con xe này. Nhưng mà thấy bà già là mẹ anh, em chuyển em đưa biếu bà 500 tiền mặt luôn. Đi đăng nào chả phải đưa. Con xe này em chắc chắn là tài khoản bác sẽ lỗ 1 triệu, em khẳng định luôn. Mà chắc chắn chắc tối nay là bán luôn. Tối nay cùng lắm là ngày mai. Nó bị điên này hôm nay. Nó bị vớt quá, hôm nay chủ nhật thật đấy. Nhưng nó bị đen này, nếu hôm nay thứ bảy thì em chắc chắn không quá ngày mai. Chơi gì em chơi. Xe bán tự tin như thế mà. Vì khi mà lấy về em phải tự tin trong đầu. Em lấy lúc hôm kia về bán trước mặt bác, em bảo bác ra đấy nhá, em lấy trước mặt bác bán lại hơn như thế luôn. Thế bác có nhớ con đấy. Hồ sơ cầm tay nhá. Chẳng qua em bận không đi được, em chưa đi được. Đúng là bác không đến em đi đấy. Nhưng lịch của em bây giờ là em đi Hà Nội, em lấy con nhà tao dọn cho em là 33 triệu. Em lấy em trừ đi cũng 20% hay 30% phải lên xem xe. Xong em chưa lấy em đã bán rồi. Đây này, em nói sai bác mất lọc luôn, chưa lấy em bán rồi. Chưa lấy về nhà đã bán rồi đây này, đây nhá. Đây nhá. Để bác tin em nhá, em chưa lấy về nhà đã bán rồi. Đây. Tức là khách hàng người ta có giục em ai mà đặt xe như em là mất thêm 2 triệu đấy. Đây này. Ông thơi này, đúng không? Tiền mặt cho anh nhé đúng không? Đây xe đây đúng không? Đúng không? Đấy, xe đây đúng không? Đúng không? Đây ông gửi vị trí em đi nhá. Em nói chứng mách có chứng mang luôn này. Đây em nói đây. Tầm khoảng 6 giờ 30 em đến này nhá. Đấy bây giờ thành hẹn sai này. Đấy đây nhá. Thì đây em bán luôn trong này rồi. Không phải cọc tiền luôn rồi. Đây bán luôn trong này. Con xe đây đây. Em gửi video lại cho nhau. Em gửi video đúng không? Cái video đấy đây đúng không? Đấy. Chuyển luôn. Cọc luôn. Em này. Lại bán đi đâu rồi? Ok rồi đấy. Bán về, về Hải Dương. Bây giờ đây này. Bây giờ em đi lấy. Xong tức là em ba mà chỉ chậm 10 phút nữa thôi là tức là con xe này sẽ không giao lưu được nữa. Hoặc bác phải đi về hoặc bác để đây thì mất cái video. Mà em bán được là nhờ cái video. Bác nhớ như thế. Cho nên cái video này là nó là cái lộc. Rồi thế thôi. Mua bán là okay. Như thế. Okay. Rồi. Vâng. Em cảm ơn bác. Bác giúp em mua cái chìa khóa nhá. Ok được rồi. Còn em chắc chắn em chắc chắn em chắc chắn với bác là nếu nhanh thì là 2 triệu. Còn rồi. Em không hầm giấu được nhá. Rồi, bán okay. Em đăng luôn. Rồi. Đấy. Rồi. Rồi, xin chào anh em nhá. Chào anh em nhá. Đấy, anh em nhá, mua bán là rõ ràng công khai. Rồi, anh em bán là mua là hưởng được số tiền. Ok. Cảm ơn bác nhá. Rồi. Có nào anh em lại liên hệ. Có xe nào bác cứ điện cho em. Ok. Chắc chắn là tốt nhất cho bác. Chắc chắn là anh em mình lại còn gặp nhau nữa. Tức là dạo anh em xin cái mic quên mất. Ừ. Nhớ. Vâng. Anh cứ quay bình thường thôi, mộc mạc. Đấy bác ấy về rồi anh em nhá. Biển xe đúng biển siêu điện xe luôn. Biển xe đúng biển này luôn. Đấy cho đây chụp ảnh luôn. Anh cứ quay đi cho đây chụp ảnh. Anh em nhé, con này thì miễn bàn về xe rồi. Chỉ bàn về giá thôi. Mà giá thì em công khai rồi anh em nhé. Giá thì em công khai rồi. Em nâu đi xong ra em chụp cái ảnh. Em lại đi Hà Nội tiếp đây. Bây giờ em nâu chụp ảnh xong này em đi Hà Nội tiếp. Và chiếc xe này ưu tiên cho bạn trai Hải Phòng nhé. Bạn trai Hải Phòng là được ưu tiên nhé. Tức là người có tiền cho nên là nó. Người có tiền thì ta cũng dễ mà. Đây em dẫn lỗ, em đi vòng cho anh em nhé. Để anh em biết được này. Một phát lỗ luôn. Nổ chết máy thì thôi. Anh em nhé. Đây, này. Riêng côn này là không réo không hú. Hoặc là réo hú, gọi là chấp nhận được. Anh em nhé, chấp nhận được tiếng réo hú. Đấy.
quay để em đi nhá, thả tay này. Đấy, thả tay được anh em nhá. Thả tay được anh em biết rồi thì cân nét. Vẩy nhẹ phát về mo luôn anh em ạ, nhá. Vẩy nhẹ phát về mo luôn. Này, mo luôn này, đang mo này, đang mo rồi. Nó đang có đà nó chạy thôi. Vẩy nhẹ phát về mo. Đấy, quay luôn cái này để mình làm cái video luôn. Quay này xong em cắt đoạn cuối em làm video luôn được. Anh cứ quay bình thường, xong em lấy đoạn sau làm video luôn. Để đăng lên tạm cho anh em 3 phút cho nó nhanh. Vì Zalo của em chỉ đăng là 3 phút thôi. Còn YouTube, Facebook, Facebook tôi lên lâu lâu, nhưng YouTube là chính nhá. Anh em cứ lên trên YouTube, anh em gõ là chuyên Win 100 nó hiện lên đầu tiên. Chuyên Win 100 hiện lên đầu tiên. Em là Trung Kim Ô Tô. Đấy. Còn em quan điểm em rõ ràng đấy, quay video tất cả công khai hết nhá. Mua bán công khai. Còn chiếc xe này gần như anh em về là anh em gần như bác về bác đổ đúng một bình rưỡi xăng này anh biết rồi. Anh ăn không được, anh em ăn không được cái tiền chênh lệch rồi nhá. Mà em biết rất nhiều người đang chờ những video này. Nếu anh em không alo nhanh thì lại tiếc nhá. Alo chốt nhanh thì lại tiếc đấy. Đấy, em lau cái này chốc em chụp cái ảnh. Đấy, làm gì làm em chụp ảnh trước này. Đấy, rất là đẹp luôn anh em ạ. Đồ rất là đẹp luôn. Nguyên zin hết. Đấy, rồi. Ok chưa? Quay rồi thì anh. Không quay một vòng cho em nhá. Trung Kim Ô Tô chào anh em nhá. Em quay đoạn này em đăng lên trước cho anh em 3 phút. Em vừa chốt lại chiếc xe Win Huyền Thoại 100 đời cao chính chủ biển Hà Nội. Mà biển đẹp luôn, 8978. Đấy anh em nhá, 8978 này. Đấy, của Mai Trai Hà Nội. Đồ trên xe là đồ zin gần như kín xe luôn. Đấy. Giá em mua lại của bác là bác mua nhà em là 79 triệu anh em nhá. Thì gọi là 80 đi. Thì 8 x 20%. Đầu tiên nói là 30% nhưng mà sau xe đẹp thật thế thôi. Vẫn nguyên zin em lấy lại. 82 là 16, trừ đi 16 triệu. 80 mới trừ đi 16 là còn 64 triệu. 64 triệu mới xin bác 1 triệu tiền xe đi lại đấy. Là còn 63 triệu. BMW cộng cà phê cho anh em con này 4 triệu là 67 triệu. Và sau 3 ngày nhá, hôm nay là ngày chủ nhật này. Bây giờ là 5 giờ tối ngày chủ nhật. Sau 3 ngày em sẽ không bán ra lại nữa mà em bán lại đủ 79 triệu luôn là quyền của em. Vì trước mặt bác em phải quay như thế thôi. Còn bây giờ nếu mà sau 3 ngày em sẽ bán lại là 79 triệu là quyền của em hoặc 75 triệu là quyền của em. Đấy, còn anh em thuận mua thì vừa bán anh em nhá. Đấy. Ok. Đấy, biển 4 số đời cao nhá, an ninh chuẩn chỉ anh em nhá. Đấy. Con xe giận nhẹ lổ đây, coi như quay cái video này quay luôn. Thì đoạn này mình coi như cắt 3 phút ra để mình quay mà. Đấy. Có nghĩa là bác ấy khóa xăng, mở xăng ra. Anh em nhớ nhá, khóa xăng đấy, với khóa à kéo len lên đấy, quên đấy. Đây này, giận nhẹ lổ này. Đấy. Anh em nhá, nào. Bộ zin nghe nó khác chưa anh em? Nào. Em thích này. Nào. Quay gần này anh qua này. Anh kia bỏ mic ra, bỏ mic ra. Anh bỏ mic ra, đoạn này cho bỏ mic ra. Đấy, bỏ mic này. Đấy, à. Em thích này. Bít bô em thích này. Đấy. À. Đấy, con này cho ra tin nhỏ. Còn em nữa này. Em cho anh em xem. Con này cho tin nhỏ lên nữa này. Từng tiếng luôn. Từng tiếng luôn. Thấy chưa? Quay xét anh qua này. Từng tiếng luôn anh em nhá. Từng tiếng luôn. Thở. Tức là riêng con xe này nhá. Này. Con xe này nhá, em cam kết cho anh em là em giao xe tận nhà anh em đi thử. Nếu không thở từng tiếng nhá, đập xe giả tiền. Ok chưa? Đấy, quay vòng lại cho em vòng. Những gì em nói là sự thật. Anh em mua, em bán và em ship tận nhà anh em. Còn anh em cảm thấy vui vẻ thì anh em mình nói chuyện. Còn cảm thấy không vui vẻ, anh em còn xem kênh khác. Quan điểm em thì thôi, nó nói theo cảm xúc. Đấy, lổ từng tiếng nhá. Đấy, em cho cái tí siêu nhỏ đấy. Anh cho mic vào đi. Đấy. Đấy. Anh em siêu nhỏ đấy nè. Đấy. Ưu tiên bạn trai Hải Phòng nhá. Em tắt máy đi ạ. Đấy, tắt máy đi ạ. Đấy, tắt máy. Bác cái quên chìa khóa thôi. Em đấu cho nó trực tiếp nó lổ. Rồi bác gửi cho em chìa khóa sau. Là cái bô zin đẹp chưa? Cái bô zin này mà bác Tuấn, nếu mà so với bố Tuấn không khác nhau luôn này. Zin bóng ngọn luôn này, kinh không? Đấy, dã man, thụt zin hết này. Để chân zin này, 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 zin zin. Dã man. Nói chung là con này, con này nếu ai mua được thì cũng là đẹp đấy. Mà tự dưng ăn không được bao nhiêu? 82, 16, ăn không được 16 triệu. Mà bây giờ nếu dọn giá xe này không có giá lại nữa, anh cứ quay ngang thôi. Bây giờ dọn không có giá lại nữa đâu. Vì cách đây 4 tháng rồi giá nó khác anh em ạ.
Đấy, đồ in cách đây cái để cần khởi động này xưa mua có 450, 400 này, giờ lên 650, 800 rồi này. Dã man lắm anh em ạ. Đấy. Còn anh em tin hay không anh em tự cảm nhận nhá. Còn anh em thích thì em tặng anh đôi gương. Đôi gương sẽ tặng anh em. Đấy, nếu anh em cần thì em tặng anh đôi gương. Đấy, bây giờ Trung Kiên chào tất cả anh em, em đi Hà Nội em bốc chiếc xe của bác Thơi, em về luôn giao ở Hải Dương luôn. Thế chiếc xe bác Thơi này em chưa mua đã bán rồi nhá. Chiếc xe bác Thơi vẫn mua nhà em. Thế là bây giờ em mua lại, xong là chưa kịp đăng video lên đã bán về Hải Dương rồi. Đấy. Ok nhá. À, bán cho bác Yến Thanh gì ở Hải Dương ấy. À, em tạm dừng video anh chụp em phát.